Khánh cùng anh Kiệt xin chào cô chú chị và bạn. Chào nhà. Cả nhà ơi, hôm nay là anh Kiệt cảnh bắt một con vịt để mà hấp lá bầu. Thì cái con vịt này là cũng cỡ khoảng 3 kg chị. 3 kg ạ, vịt này vừa cả nhà. Nó mập quá trời mập luôn. Đó thì bữa nè. Quế dỗ qua bằng vịt sạch trơn luôn cả nhà. Không còn cộng đóng không còn cộng. Thì bây giờ hai anh em bậm vịt trước rồi xong rồi chút xíu nữa hai anh em sẽ đi ra ngoài đồng hái lá bầu về hấp cả nhà. Thôi giờ mình bậm này ha. Đó mình lóc vịt đi. Anh bậm cả nhà. Tôi nhiệm vụ em làm gì? Em ngồi vịnh ra đi. Nhớ vui. Không muốn vịt cái mập thì xin hấp. Cả ba. Tại vì con vịt tối ngày rồi bắp vịt này đang bắp mà. Nó nhỏ lớn luôn mà. Có ngày đồ cạp không, không bóc không thấy mặt anh gai nó cạp tôi thấy chưa thuốc đó mà nó ăn lắm lời lắm. Sáng em đi đâu cái em thấy trái nó chưa về nó cạp mới hết. Ok, ngoài chân con dơi cái ra ngoài chùa cái con dơi kêu ba nhỏ không, không giờ mình ấy đi cả nhà, mình thấy cái thịt nó mình bầm ha, mà mình có đó bầu á để em lấy cái tấm tới em bầm nữa nha. Mình tấm tới em bầm thôi cưng nhìn được rồi. Vì diện dịch này mình lấy thịt ít được rồi cả nhà. Mình trộn với miếng thịt heo nữa cho nó ngon. Giờ cái phao câu này đừng có bầm nha. Tại cái này đó mình để lại mình chỉ lấy cái thịt Tại cái này vợ em thích lắm. Ăn đẹp da. Anh kia nói bằng dịch nó dặn anh rồi. Anh nhớ tới bữa nay đâu dám quên không. Anh kia nói bằng dịch gói bầu vậy đó. Dặn anh là phải chừa cái phao câu cho nó chứ cái đầu. Dạ em phái nhất là cái phao câu mà. Không mà anh đâu biết đâu, bữa trước mấy bữa trước đó mặn vịt găm gần á, anh bỏ cái phao câu với cái đầu, bữa đó dặn nghỉ ăn luôn, chung buồn khóc cả mấy tiếng đồng hồ luôn. Nè cả nhà, vịt mình giờ mình lóc ra được nhiều thịt nè cả nhà, lóc được nhiều thịt đó. Đây đủ rồi đó nè, nhiều đây viên cục thịt heo đó đủ rồi cả nhà. Cái này thì mình còn mớ mình chặt ra cả nhà, mình găm gừng nha cả nhà, mình ăn chung với cái món vịt hấp lá mớm nha cả nhà. Thịt mà dạng nó kêu quá ha. Hồi đó anh không biết anh ngủ không dạt vì sao nè, nó nếu anh có gia đình nữa nó không giờ ngủ không dạt. Anh xuống đất anh xuống gạch anh chạy nè anh chiếu ngủ. Ngủ dạt kêu quá hả? Yêu. Mình giật mình hoài không được chứ phải gì. Lăn qua cái nó kêu, lăn lại nó kêu. Sắc luôn hết kẹt ha. Sắc luôn cần cắt, cần sắc miếng á. Miếng quá. Nó ngon. Bữa nào mình bằng dịch này mình bít hết bữa. Cái này thịt mình hấp cá tủy. Bít tết à? Hấp cá tủy rồi xong xuôi rồi mình đem lên mình ướp gia vị rồi mình bít tết lại cái là ngon. Vịt này thịt dữ thiệt luôn anh. Nấu ao là ngon ghê. Mình chỉ lấy thịt thôi, mình không lấy xương. Cô chú anh chị và các bạn ơi, thì hôm nay là Khánh cũng có điện thoại cho anh Cưỡng nhờ ảnh vô đây hỗ trợ clip gầy chuột. Nói chung anh em rất là thương Khánh Mai cũng như là Khánh Mai cũng thương mấy anh em rất là nhiều. Thì hôm nay là sẵn em với lại anh Kiệt có làm cái vịt thấm mớp nè. Đó, chút xíu rồi cái anh em mình lên dùng ha. Bữa nay nghe cái mùi vịt, ba bốc mùi vịt tới xứ ngoại cho nên chạy vô tới đây nè. Rồi sẵn gà chuột luôn dùm cho Khánh Ma với anh Kiệt, vừa của anh Kiệt nó phá quá. Chuột đúng rồi, quá. Bởi vậy mới điện thoại anh vô nè, chứ không gà nó tối nó chạy như đá banh vậy đó. Chuột á. Mấy bốt còn sắm cho nó chết bóng. Rồi xong cái nó cắn lộn nhau, nó kêu ép ép em tưởng nó giống như đá banh mà bị thương sao là nó vậy đó. Nó có trọng tài đồ đàng hoàng à. Nhà Khánh mình mới tính ra lộp là tính ở được 3 năm á, mà kiểu này chắc cỡ qua năm chắc lộp lại rồi. Tụi nó đá banh quá hả? Cũng có chạy á. Sáng rước lá đá không cả thúng. Có thêm nó bớt gì không? Cả thúng như vậy. Giá nào dính. Giá nào dính. Kiếm coi được chú nào không. Nói chung là em thấy anh là đi hỗ trợ như anh Ti nè, rồi anh Khoa Lự nè, anh cũng gài chuột đó. Thì thấy anh gài dính quá trời, em mới điện thoại anh vô gài mấy con chuột này ra thôi, nó cắn riết rồi banh dừa hết luôn. Dừa cỡ này cũng có thu nhập cho nông dân hang mà phá quá kiểu này. Trái dừa là coi như là hết 10 ngàn rồi.
Mà một con nó phá một tháng là khoảng nhiều không có chứ cỡ 15 trái, 20 trái là chuyện bình thường. Đúng rồi, kè nó rụng đầy chứ đúng. Nó cắn bỏ không chứ nó ăn đâu, nếu nó ăn trái là ăn chừng nào mới hết. Ừ. Thôi anh, anh cử cái gì ở nhà chơi nghe em với lại anh Kiệt đi hái lá mớp xong về rồi chế lên mấy anh em mình dùng. Rồi có gì cái này để xíu xíu chút xíu em anh đi đi gài. Ừ, để dùng này có anh Kiệt kêu anh dẫn đi vô mấy cái vườn kế nữa, bên cạnh nữa. Dạ, có gì anh giúp bà con ở đây đi. Rồi, thì dẫn về ở đây à. Giờ hai anh em đi hái lá bầu. Này đi ra ngoài tới người ruộng luôn. Tại đường này chạy xe không được. Quá chứ chừng không nó sình với lại cỏ không. Cỏ mình còn chạy được chứ sình quá chạy chợt té chát luôn. Đi đường nào đi đường gạo ấy cho nó đẹp. Hết nhớ đường à. Quá trời trồng mỏi luôn. Đi đó là đi mà vừa. Hả? Đi đường nào? Ở đây em nhận nha. Ổi là phải mỗi cái ra bọc hết trơn nha anh chị. Nguyên vườn quá chèn khô ổi luôn cả nhà ơi. Ổi là phải bọc vậy nè. Khi mà còn nhỏ là người ta đã bọc rồi, lớn lên cái là người ta hái luôn. Có mấy trái này cũng chưa có bọc tại chắc bị hư cái gì. Chào cả nhà nha, hôm nay là mình với Khánh đi hái lá bầu cả nhà ơi, về mình gói thịt vịt nha. Quá trời non đây luôn nè. Món quen thuộc của miền Tây mình nghe cả nhà. Cả nhà, lá bầu quá trời luôn ha. Cả nhà nè, bẻ lá bầu gói lá thịt vịt cả nhà, mình đừng có bẻ cái lá non quá. Mà đừng có già quá nha. Non quá thì nó không ngon, mà già quá thì dai. Mình bẻ cái lá gì vừa thôi. Một giây quẻ ba bốn lá thôi. Phải chứ bẻ nhiều quá trời người ta quýnh á. Cái này ăn là nó trị mấy mấy thứ luôn. Trị bệnh à? Lá bầu ăn tốt mà nó trị thận rồi đó. Kiếm lá bầu cũng khó ha. Tại mình ông anh không có chồng á. Mình có mình làm món này thôi. Như đó anh thấy nhiều lá lắm rồi anh này. Cái gói lá bầu này nè. Mình thấy mình có cái thác lá đó Khánh. Thêm vô ha. Rồi mình trộn chung với thịt vịt á. Mà nó là nó ngon dữ lắm luôn. Tại cái này mình cá mình không có tính trước á. À. Không có mua. Đủ chưa ta? Anh nghĩ chắc đủ rồi đó. Đúng không? Đủ. Ngoài thêm 2 3 lá được. Cái ông cắt bò hoài nè cũng có con vịt mình tới 3 kg rồi nè. To lắm không? À, mình hái nhiêu đó chắc đủ rồi đó. Đâu cái bầu đâu? Bầu đó nãy em thấy luôn á. Ngon xèo ha. Ngon, vịt mới ngon nè. Ngon vậy. Cái thôi. Vịt mình bỏ lên dằn cái lá xuống. Ừ. Thôi mình chụm nhưng đừng cho nó ấy lên. Con trái này kìa. Ừ. Cái này không non bằng cái đó đâu. Em thấy nó già. Vậy nhiêu đó mình về được ha? Hai trái bầu. Hai trái luôn hả? Tính để trái rồi sợ nó buồn thôi, anh để cặp luôn cho nó vui. Ừ. Bây giờ mình về thôi. Nhận lá mới bị nó non thì nó bầu với nó lộn. Mình bẻ về nè cả nhà, giờ mình bỏ vô mình ngâm nước nãy giờ. Chứ mình cho miếng muối nè cả nhà, rồi mình rửa. Chúng mình chịu khó mình cực, mình rửa từ lá nè cả nhà. Rửa từ lá vậy ha. Rửa từ lá rồi mình để cho nó ngay ngắn nè cả nhà. À, như lá bầu nó dai hơn lá mới không anh? Bầu nó dai hơn chứ nó dày. À. Thì gần mình nó còn sống nó là nó không thơm nè cả nhà. Mà mình hấp chín lại nó thơm ngộ. Lá bầu á nó có cái đặc trưng của nó là vậy, nó còn sống rồi thì nó hơi hôi vậy đó. Chứ mình khi mình hấp chín rồi nó thơm lắm. Để lát anh hấp rồi cho Khánh nha. Thì có phải như anh nói không? Để em coi thêm rồi, từ đó giờ em chưa ăn lá bầu, anh ăn lá mớp rồi. Rồi mình về nè Khánh. Rồi là mình sắp lại vậy nè.
nha. Gì? Cái này mình phải rửa nước muối nha cả nhà. Ngâm ngâm nước muối, nãy mình ngâm nước muối. Sợ mà nói chung vệ sinh là mình sợ sợ mình ngâm nước muối một chút đi cho nó bảo đảm. Mình phần dư này nè. Cắt bỏ một chút. Ừ, nhóc mình hái đó. Đó. Rồi mình cái gỗ. Mình dựng vậy nè Khánh. À. Đây, nghe cả nhà, dựng vậy. Mình chi cho nó gõ nước xuống cả nhà. Hồi mình gói thịt vịt nó mới ngon, nó không có bị ướt á. Được, mình rửa từ lá này cả nhà cho nó kỹ, vì mình bầu này người ta trồng lan á, bầu với cỏ á, mình nhiều khi cát hay gì đó này nhiều lắm á. Rồi mình vô rửa kỹ chút đi. Rồi giờ là mình cái khâu rửa này mình nó đã hoàn thành nha cả nhà. Đó, mình giờ mình bắt đầu mình sắc hành với này nọ, mình ướp thịt nha cả nhà, hành lá. Nãy thì hai lá bầu quá chứ ngứa hay anh kìa, sâu không? Ngứa. Về tắm cái nhà quá trời ngứa rồi. Trước khi mình đi kiếm nguyên liệu gì đó thì mình không cần thiết. Mà khi mình về mình chế biến món ăn là mình phải cho nó sạch sẽ, gọn gàng mới được cả nhà. Cái món ăn thì nhà người ta khó tính lắm. Mình ăn mặc lèn xèn rồi mình bày quá đó. Rồi thấy người ta ăn xem á, người ta nói chết. Mà nhà người mình thấy mình gọn gàng quá, người ta cũng nói mà điều thôi. Cái chuyện đó mình ai nghĩ gì nghĩ đi, mà mình thích nhất là nó gọn gàng đi cho nó sạch sẽ, vì cái món ăn là nó nhiều thứ lắm mà mình còn làm được, mà chỉ có cái thân hình mình có thứ mà không lẽ mình làm cho nó gọn gàng không được. Mình phải gọn gàng trước rồi cái món ăn mình mới tính sao. Hai trứng nè, đây mẹ trứng lấy trong bọc đen tủ lạnh á, bỏ đường đi cả nhà, đường nha, bỏ đường hơn muỗng canh nha, bột ngọt cũng hơn muỗng đi, tiêu đừng có sai, mình đâm đi, mình đâm nó đừng có bể nát quá, vì mình nói khi mình nói thịt nó nát quá là nó ăn nó hồi nó mất cái mùi tiêu nha cả nhà. Nếu mình làm nhà mình không có con nít á thì mình bỏ được, còn nếu mình có con nít ở cả nhà mình chừa lại ít nha, chừa thịt đó chứ không phải là chừa tiêu, nhưng hồi mình để riêng cho nó, mình hấp riêng ớt y chang cả nhà, mà điều mình chỉ là để chừa tiêu là đừng để vô nha. Còn hồi mình cũng gói y chang vậy luôn, mà mình gói rồi bắt đầu mình sẽ lấy thịt ra cho trẻ em ăn nha, rồi mình bỏ cái lá, còn người lớn mình thì ăn lá được. Rồi cái này giờ mình cho nước mắm, cái này mình không cần nêm muối nha cả nhà, mình bỏ khoảng hai muỗng canh nước mắm đi, thì mình coi theo lượng thịt nha nha. Chứ thịt này là nó nhiều nha, thịt này nó khoảng tầm 5-5.5kg, thì mình nghĩ hai muỗng mắm là nó không có mặn đâu cả nhà. Rồi mình chọn cánh đều ra, thì trong này nó có thịt heo nữa cả nhà, chọn cho thịt vịt thịt gì thịt heo nó đều nhau cho nó ngon á. À, có cái chỗ có thịt heo chỗ không có, thì chỗ thịt vịt không nó không được ngon, phải ở xa chợ quá cả nhà, chứ phải ở gần chợ mình mua thắt lát á, mình bỏ vô chút nữa thắt lát nào quá là nó rất là ngon. Thì mình bỏ thêm hai cái trứng nha cả nhà, thêm nãy mình trộn gia vị rồi hết rồi đó, giờ mình trộn điều rồi đó phải không, giờ mình cho đi vô thêm hai cái trứng nha. Hai trứng là được ha, hai trứng được rồi, nhiều quá nó cũng không ngon đâu, với nó lòn lắm, nó lỏng á, mình gói không ngon, nó vừa hai trứng là vừa. Cũng ra có ba trứng cũng được, mà điều mà tại mình còn hai trứng nữa cả nhà, mình thử cho mình thấy hai trứng nó cũng vừa rồi. Thấy không? Có hồng vịt vô cái nó lỏng ra đó. Mình như vậy nó vừa nè, mình lỏng quá mình gói nó chảy luôn. Vậy là vừa. Rồi bắt đầu mình mới gói nó này cả nhà. Nó bầu quá trời bự luôn. Mà nó bự dữ vậy cả nhà. Cái gì chứ hồi nó chín rồi là nó ngon lắm nha. Nó vừa ăn. Mình bẻ mình cũng được cái lá gì vừa vậy nè. Mình bẻ lá lớn quá. Không quá thì về mắt xé ra thì mình gói nó không được đẹp, chứ nó cũng không đều vậy nè cả nhà. Cái cách gói á, cái gói thì mình gói sao thì nó mình cũng ăn được, điều tại mình muốn gói cho nó coi cho đẹp, nó có cái thẩm mỹ chút đó cả nhà. Mình trước khi mình gói á, mình bẻ cái lá bầu lại về cần chi cần cho cái chỗ mình để thịt lên đó, nó được hai cái lớp, nó hai lớp, còn mình khi mình hấp á nó không có bị bể cả nhà,
thịt mình cũng bỏ vừa thôi cả nhà, không cần nhiều quá đó cả nhà. Mình mới vậy đó, mình vậy cái này nó có dư thì mình vắt ăn chút thôi cả nhà, nhập lại đây nghe chưa nha. Nó hơi khó có chút nha cả nhà, mà điều cái mình kể đi, mình chịu cực khi mình quá vậy đó. Đẹp á, quá đẹp luôn kìa, quá gì tỉ mỉ. Mình thấy vậy chứ nó chín rồi đó cả nhà, nó còn nó xẹp rồi, nó còn nhỏ à, nó không có bự gì đâu. Tại mình mới gói mình thấy nó bự vậy thôi. Cái lá này lớn. Ờ, nó chín rồi, nó còn nhỏ xíu không? Được rồi. Sinh pha học được chưa gói chưa? Học từ giờ coi thấy không, cũng được rồi nè. Mà gói chắc là chậm hơn mở quá. Mở lẹ, chín mở lẹ, gói chậm hơn nè. Đã, không mà đây anh Kiệt hỗ trợ coi cái lá đó, cái lá mướp á thì ăn nó thơm nha, chứ nó không có vị thuốc nha Khoa. Mà cái lá này là có vị thuốc nè, không thức trị bệnh nó thì em không có gành nha, không biết nó trị cái bệnh gì hay. Em thì em nghe người ta nói là cái lá bầu này nè, ăn hay là luộc ăn hay là nấu nước uống gì đó là cái như bị sẵn thẳng là uống thời gian dài sẽ tan á, mà không biết sao đó Út em được uống chưa, em thấy nó có trị một cái loại bệnh hay đó, hay dữ lắm luôn á. Bạn không lên nó hết lẹ, nó hết lẹ cực kỳ. Anh biết trị bệnh gì không? Gì? Không, em thì anh biết không? Không biết. Còn cái vụ mà như uống nó có bị gì đó thì em không rành, chứ còn mình như mình gói nè mình ăn là nó có cái chuyện bệnh, biết bệnh gì không anh? Gì? Bệnh đói á. Nó chỉ đi không chỉ lẹ lắm mà nha. Khoảng 15 phút là có hiệu quả liền luôn á. Không, đúng mà. Ok đúng, chính xác, nó đã chị hay lắm á. Vậy là coi như là hả, mình ăn gì là cũng có thuốc hết trơn ha. Chị mình đói ha, cái lá này chị mình đói hay lắm. Mình nói gì còn hơi chậm nữa, chứ đúng ra 10 phút là có hiệu quả rồi đó. Hiệu làm lực. Như máy liên hợp vậy á, hiệu lực có liền vậy. Quá trời em, quá trời, quá chí rồi cả nhà ơi, mấy chục gói luôn á. Thấy vậy chứ nhiều thiệt luôn anh Kiệt, nó ngon lắm, ngon dữ lắm luôn. Cả nhà có thử là thử, có dịp có thử ăn nha, ngon. Mà điều mình hấp này thì mình để cái lá bầu nó đừng có non quá, cũng đừng già quá, đừng già quá, già quá thì nó dai thôi. Nó vừa vừa là ngon nhất. Như cái đọt nó vậy mình bỏ vô khoảng 3 lá 4 lá mình bẻ. Còn đọt thì mình cũng đừng bẻ nhiều, mình bẻ khoảng chừng 2 lá với 3 lá thôi. Rồi cái lá nó hơi gì vậy chút đó. Rồi xong giờ mình hấp được rồi. Cái này là không có hấp cá thủy nha cả nhà, cái này đổ nước dừa vô hấp đặng cho nước nó rút vô nó mới ngon. Cái lá bầu này mình hấp trực tiếp đi nước cái dừa, đừng có hấp cá thủy. Cái này mình hấp nước dừa cả nhà, mình hấp trực tiếp luôn nha, mình không có cá thủy nữa nha. Thì mình nên nêm thêm chút bột ngọt nữa nha. Thì nãy mình chỉ nêm cái nhân thôi, còn cái nước mình chưa có nêm á. Nãy trong cái nhân thì mình nêm cũng đường, bột ngọt với nước mắm nữa nha. Còn cái nước này là mình không có nêm nước mắm nữa nha. Nước này mình nêm ngược lại, mình bỏ muối. Mình nêm xong rồi mình cho nước dừa vô cả nhà. Con vịt này là được 2 món ha. Bữa nay vợ em gam gừng ngon quá nè anh kìa. Ngon lắm á. Ờ đó chạch luôn á. Cái màu thì thấy hấp dẫn không? Chẳng thiệt luôn á, ngon thiệt luôn. Thấy là đói bụng luôn á. Vịt chín này giờ mấy anh em sẽ gấp ra để mà mấy anh em dùng cơm thôi cả nhà. Đói bụng quá. Quá trời thơm. Quá thơm quá anh ơi. Nhiều à. Bữa nay tới một chuyện luôn anh kìa. Quá chứ thơm. Cô chú anh chị và bạn ơi, giờ dịch hấp lá mốp cũng đã hoàn thành rồi. Khâu gừng cũng đã rồi, thì hôm nay là có anh Cưỡng là chơi rất là vui.
Thôi giờ giờ mời anh Triệt, mời anh Cửu dùng nha. Mời cả nhà cùng dùng cơm. Mời cả nhà ăn anh Cửu. Lâu quá anh em mới vô chơi thì hôm nay em hên đó là nghe chăng cái con vịt này nấu cho anh Cửu nữa rất là ngon luôn, chấm cái ha. Vịt sáng cực không à? Cực không, không có xương hả? Không biết có xương không nữa. Ngon quá. Rồi, thử liền luôn nè. Thêm ngọt quá. Quên đó, mình có sẵn vịt gấp hồn, mình chứ gấp nữa. Ở gần bên kia cũng chế biến kiểu này ngon, ngon chắc mốc ngon gắn bạn nhà đó bạn bè ngon hết vậy. Nhà nước có bán cái số lại mua cái số trúng số mua đất rồi là anh Kiệt có gì mà học kêu anh qua hỗ trợ. Ngon mà nó bén quá hay ngon mà ngon lắm mốc. Kiệt cảm ơn anh Sida không. Chén em bấy lên kìa. Anh sợ ăn lượt luôn á, nhưng lù đâu dám bấy trước nó đâu. Cải lương của ông vậy. Không ông nó bầu nó mềm mềm đã rồi. Nãy nãy hấp thấy nó dung hết cái mà cái nó xẹp xuống hang. Bởi vậy. Em thấy lá quá trời, khói quá trời gói luôn ha. Gói mà giờ nó còn ba lớn. Nên có. Sao mặt gừng có măng nhiều. Không phải cái này luôn hả? Gừng bớt. Ngon thầy luôn vậy. Thường ra này đúng 15 phút á. Là có hiệu quả nha, nói lại nha. Lá bầu này nó gói thịt chị mình đói hay lắm luôn. Đừng đói rồi. Mà điều cái bệnh kia mấy bệnh kia em biết à. Bệnh đói rồi. Bệnh đói là chị độc lắm. Trời. Ngon. Lá bầu cũng mềm vậy ha. Mốt gì cho mốt hậu làm ăn thử ra làm sao. Nó là coi clip của bạn. À, mẹ em coi clip á. Chứ bà coi bà hấp. Không có kiếm ăn gì cả nhà ăn. Mà đậu ăn chế miếng gan đây có lá bầu mình nhá khi mình muốn ăn không có mấy lá bầu thiếu da vậy ngoài trồng á nói gì mình trồng thì nói gì khang khang mình không trồng mình muốn ăn nó khó đưa lại em bé cho và hỏi em nói một câu gì cứu anh chén này chứ sao tự bế cái mình mất lỗi anh em nói chơi đó rồi. Không, tại vì nó đâu có làm cái vụ này đâu rành đâu. Cảm ơn nha. Chí đâu. Em phải cảm ơn ngược anh lại. Mình chỉ cần thấy mấy cái lá mà nó dày nè. Lục là ăn ngon. Nhưng mà có lá bầu nhiều á. Lá thịt vịt nó ngọt à. Mà lá bầu nó mềm đó nữa. Thịt nó ra thấm vô lá bầu á, lá bầu nó có lông 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 á. Ăn thêm quá. Khi mình gói thịt á, khi mình hấp chín rồi ăn rất là ngon. Nó bùi bùi không? Cái lá mốt nó chỉ có mùi thơm thôi chứ ăn nó không ngon. Nó sẩm sẩm. Nó mềm. Mềm mà bùi không? Đưa đổ vô nè. Rồi ha. Rồi. Mềm quá. Mềm. Em ăn ưu cái nào? Ăn mỡ. Mình đã ốm có tăng mỡ, có mỡ. Bữa nay vợ kho gừng ngon quá. Vợ kho anh thì kho nếm luôn. Quế à? Quế kho. Nè, lúc này thấy tiến bộ ha. Ngon. Kho cứng rồi. Ừ. Vừa ăn thịt nhà nó ngon gì định kiểu nuôi con nào nó nhìn thấy tốt hết nha ăn bắp á ăn bắp mà
Toàn xăng hả? Không thiệt. Anh về về ngoài em, anh kêu vợ anh á cứ cho bắp đi. Sáng mình mua bắp nấu sẵn vào chợ nha. Nếu thấy anh mà nó kêu cái gì thì nó kêu cái khác thôi. Còn vừa thấy anh mà ra mà thấy vợ chồng anh nó kêu cạp cạp thì cho ăn con chạy chạy hết em. Giờ ổn định ha. Kêu cạp cạp là có ăn liền ha. Không, nó cạp cạp là nó đoạn bắp á. Với cho món khác là không chịu phải không? Nó không chịu đâu. Khổ quá. Ngồi mà rồi. Anh Cứng. Rồi nhà con anh. Ừ, bây giờ mới ăn vịt có lá bầu luôn á. Còn mới cảm nhận nó mềm mà nó bùi vậy. Chắc mới làm dàn bầu trồng liền phải không? Ừ. Mới làm. Không gấp liền. Ủa không ăn cái kem học bầu chưa vậy? Chưa. Bầu gì? Bầu phù lô á. Chưa. Không có cho con một bịch có trồng đâu à. Bà to á, không mà con, tôi hết mới rồi, lại hết mới rồi. Em gì đấy khó, cho tôi có trồng, đất nó hết chỗ trồng à. Chặt nha anh. Chặt nha. Ăn chặt, uống chặt. Ngon dữ trời. Là hai món ngon mọng đấy thôi. Tới bến viện. Tới bến Ninh Kiều. Ăn mỏ hai món không? Em nghĩ ra món luôn. Tạp quá chứ sao. Cái bụng ta ăn vô. Ngon hiểu. Tôi hiểu. Ủa chú á. Lúc nhờ cờ cờ thấy ông phải ham không? Cả nhà bữa nay mà một bữa ăn là lần đầu tiên mà Khánh mà mới ăn được cái món này luôn. Cái lá bầu rất là bùi, rồi thêm thịt rất là ngọt luôn. Thì bữa nay là cảm ơn anh Cưỡng lại đây hỗ trợ em gà chuột nha. Ngày mai là Khánh Ma có clip gà chuột ngay cả nhà. Chứ Khánh Ma hoài, Khánh Ma hoài. Tại quen rồi, tại vì anh là phá quỷ, em Khánh Ma rồi ổn định à. Thì thôi, clip hôm nay xin tạm dừng tại đây. Một lần nữa Khánh cùng anh Kiệt cảm ơn cô chú chị và bạn rất là nhiều đã luôn ủng hộ hai anh em. Thì hai anh em sẽ cố gắng làm nhiều video hay hơn nữa gửi đến cho cô chú chị và bạn xem. Một lần nữa chân thành cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại bạn với video. Bye bye. Chào tạm biệt cả nhà.